về mới trở lại thiên dòng, chèo thuyền bắt nhà xuống dòng giảm nao. Hãy về mới xem đệ tử tu sao, giảm nao sạc lỡ mới mở đường cho sâu đi. Con về tâm niệm từ bi, thầy về mê trở lại thầy đi cua đời. Bây giờ không quá niềm nam mô, đến chừng gặp đến thì trời vô cửa nào. Bốn cánh thẻ cấm thầy rào, đường vô núi cấm có ai vào được không. Bây giờ tính chuyện trong mong, ông bóng ba đồng mượn sắc thần tiên. Hãy về trở lại không yên, chớ có làm phiền thì đừng trách thầy đây. Thầy đang ngự ở phương Tây, chờ ngày lập hội mà về ngay núi vàng. Bốn cánh thẻ cấm rõ ràng, cứ đá đất đạo núi vàng dự tiên. Dạ vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì cô gái Sen đã thuê chiếc xe 16 chỗ mà đi được có mấy người, 5-6 người để trở về cái đàn cá tự nhiên và có những cái luồng thơ pháp. Thì em chào chị Sen nha. Dạ. Thì thưa chị, ngày xưa em nghe nói là cách đây hơn một năm chị có cái giấc chiêm bao thấy cái đàn cá ở đây có ông Sáu nổi hả chị? Có chú, rồi cách đây khoảng năm nay nữa, khoảng 2 năm. Tôi có thấy cái ngủ tôi nằm mơ tôi thấy có một con ông Sáu bông nhỏ, rồi cỡ cầm tay đó thấy nổi lên trên mặt. Rồi cái tôi đi ngang để tôi gặp mấy chú kia, ông Xúc á. Dạ. Ông Xúc giọt rồi cái sao mà không có dính mà cứ xúc hoài, mà con cá sấu cứ lội giỡn giỡn như là con kỳ nhông trên vậy đó. Dạ. Cứ giỡn mà cá sấu bông, rồi thấy cũng đẹp lắm, rồi tôi mới đứng dừng lại coi coi. Thì trong khi đó xúc hoài mà không dính, không dính được hồi, cái sao tôi đứng tôi coi trên bụi cỏ thì một hồi thấy sao mà bò vô cái tay áo vậy nè chú. Dạ. Rồi nó nhột nhột, tôi tưởng con rắn lột trong cái giấc mơ nha. Dạ. Tôi tưởng rắn lột, tôi mới rút một cổ vậy nè. Thì tôi thấy con cái chân á thì cái đuôi thì nằm dưới này mà tay này luôn nha chú. Dạ. Rồi hai cái chân thì dưới đây, cái chân trên thì nằm khoảng này, cái đầu thì gác lên cái lỗ tai, tôi mới tưởng là con rắn lột. Tôi mới sợ quá, tôi quýu vậy nè. Thì tôi mới nghe là cái tiếng người đàn ông khoảng chừng cỡ 40 bốn ngoài trở lại vậy đó. Dạ. Tiếng trong gieo hòa nói ta là Đức Thầy nè. Ta là Đức Thầy nè. Cái nói thầy ơi sao con khổ quá, thấy nằm mơ thấy nói vậy đó. Dạ. Cái thầy nói con đừng có than khổ gì nữa trơn á. Rồi khoảng chừng 3-4 đúng tới thời kỳ thứ năm thứ ba là cũng như năm đó, là trước năm nữa là như năm thứ tư đó, là ổng nói 3 năm sau nha. Dạ. Rồi 3 năm sau nữa thì thầy sẽ cho con hết khổ. Rồi hỏi sao mà hết khổ, ổng mới kể là cái sự là cũng như là bệnh dịch bệnh tới rồi này nọ đó. Dạ. Chiến tranh nước ngoài đồ này nọ đó nha. Dạ. Đó thì mình nói tóm tắt đi chứ lên cộng đồng mà mình nói quá thì nó cũng kỳ quá đi ha. Dạ. Thì nó ít đi, thí dụ bên đạo á, nếu mà người mấy bên mấy chú mấy cô mấy chú mấy bác mà bên có bên đồng đạo Đức Thầy á thì nghe những cái lời của con trường thật lại thì cũng như con nó ít, thì mong cô chú ở bên đồng đạo hiểu nhiều hơn chút. Tại vì có xem kinh thầy đó thì hiểu giùm con, chứ giờ nói thì nó cũng khó trên cộng đồng, thì nếu mà nói bằng thật lòng quá thì cũng khó quá đi ha. Dạ, ai người đó, tâm đạo hiểu thừa tới đâu ha. Dạ dạ đúng rồi, ai đó là nói chung là cũng không có muốn lên cộng đồng này mà để cho mà người này người nọ, mình để nhiều khi có người thì người ta tin thì nó dễ, bên đạo còn không tin thì cũng khó cho tôi, rồi cũng này nọ vậy đó. Dạ, thôi cũng mong bên đạo có coi thì cũng xin thông cảm và ủng hộ dùm. Còn nếu như bữa nay nói này thì nếu như anh chị cô bác nào mà có bên thần căn thật á thì gắn tu tập thêm, còn nếu như không đúng thần căn thì coi như không, coi như là có gặp cái clip này của tôi á thì cứ coi như là không thấy, không coi, không thấy biết gì đi thì lướt ngang, chứ để đừng có phiền cho tôi cũng tội nghiệp, cũng xin thông cảm. Tại vì coi như là cái phần điển gì sau thì tôi chỉ trường thật để cho đạo vậy thôi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, thì trong cái giấc chim bao chị thấy là cái ông Sáu nổi ở đây. Dạ. Cái cảnh giống như ở đây không chị? Như chị tới đây nè. Chị lúc đó thấy cỏ không mà, chứ không có thấy như thấy cỏ trên mặt không, mà tròn do một ấy vậy đó. Chứ cũng thì trong cái mơ thì bây giờ thì cũng nó là lục bình không nè ha. Tôi thấy cỏ không, chỉ có một lõm gì thôi. Dạ. Nhưng mà khi thấy rồi cũng có kể lại cho người thân nhà nghe trước, như là kể cho bà chị này, điện cho chị này hay. Có kể, có kể cho chị hai này nghe nữa hả? Dạ có chú, không có nói dốc, chứ không phải là rồi mới kể nha. À thấy là kể cho chị hai ha. Dạ. Ngại chừng khi mày thấy lên đài gặp này đi giật mình sợ luôn, mới nói là để
để đi qua giếng để cúng như là cúng ở đây á, cúng ở đây dưới thầy vậy, dĩa trái cây đặng mà chú thăm cái đàn cá vậy chú để bánh mì cho con Trang. Nhưng mà lúc nãy là chưa có cá này gì hết, nhưng thời gian sau mới thấy lên đại vậy nè, rồi mới thấy lạ lạ vậy đó. Mới hết hồn mới sợ thôi chứ không gì. Dạ vậy đó ha chị. Dạ dạ câu chuyện đó là như vậy đó. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Thì bây giờ là qua đây thì chị, khi mà chị tới đây chị thấy cái cảnh gì, rồi chị có cái cầu cúng hay là cái bài nào để mà chị cầu các vị ở đây không chị? Dạ thì bây giờ cũng như là nay là ngày 14, đoàn xe của chúng con có ở xe đép có đến tại đây là sông Dầm Nao hết chú. Tại sông Dầm Nao xã An Giang, cũng như là đến đây nếu như con có căn duyên với thầy mà để cho con thấy như vậy thì thầy cho con đọc một bài kinh lại của thầy chỉ cho mà đồng đạo hiểu được cái sự nhiệm màu của thầy. Của thầy đã gửi trao lời lại cho con bằng cái kinh điển. Thì con cũng xin đọc lại cho quý đồng đạo trong nước và ngoài nước ở bên đạo của Đức Thầy để mà có lòng hướng về Phật Thầy, coi như là nhờ cộng đồng, như là nếu ai có sự tin tưởng theo lời nói của mà của con thì là tin tưởng vào Đức Thầy, chứ con cũng không có kêu là tin tưởng vào con, cái này cũng như là con chỉ là gợi lời nói lại thôi. Đó chứ còn tin thì cứ kinh tin vào cái kinh sách của thầy ngày xưa để lại. Nha. Rồi em mời chị. Rồi ha, giờ rồi chị cứ cầu cúng hay là đọc gì đó ha. Bữa nay là ngày 14 con có đến tại đây thôi, con cũng xin với thầy nếu đúng như căn duyên thì thầy cũng về độ cho con đọc bài kinh này cho nó vuông tròn để cho đồng đạo hiểu được ha. Rồi còn để cho con đọc, để nói nhiều quá mệt cái con. Nè, rồi cứ cho cá ăn lai gai rồi đọc luôn ha. Khỏi cần xoay quanh bật cái chú đi chú ơi. Rồi được chị. Để tôi để vậy tôi tự đọc đi cho dễ đi. Thấy không? Đây, chị ngồi đây chứ. Nè, chị ngồi đây nè, quay mặt qua đây cho cá ăn nè, đọc luôn ha. Hả? Ngồi chung với chị hai á. Cho nó thuận đường chơi. Rồi, thuận nha, rồi, vậy mời chị. Dạ. Tiếp tục. Đây ha. Dạ. Anh này. Đó, lấy đi hai. Rồi, mời chị. Dạ. Đây ha, rồi cải đi sao đi. Bánh mì, cốm, thấy rồi. Rồi. Rồi, tôi đọc trong cái này. Rồi. Rồi. Rồi ha. Sông Dầm Nao nước mau chảy xiết, có ông năm chèo nằm miết dưới sông, cá kia cá lội hình rồng là cá điêu hồng, điềm báo cho hay ra đây là cá của Phật Thầy, báo cho dân chúng kỳ này chạy đâu cá cá đây còn biết nhiệm màu tắt vào mé bề nói đầu nghe kinh, cá đây còn có tâm linh ghé vào bên đào thấy mình cho ăn, cá đây còn biết xa gần sao mình không biết giật tầng sắp qua, bây giờ lên xuống mua cá Di Đà Phật mẫu mà ở xa thiên đàng, mượn danh mượn tiếng bày đàn ông lên bà xuống kiếm vàng mà tiền vô, bây giờ không niềm nam mô đến chừng giật đánh thì chạy vô cửa nào, bốn cánh thẻ cấm thầy vào đường vô núi cấm có ai vào được không, bây giờ tính chuyện trong mong ông bốn ba đồng mượn sắc thần tiên hãy về trở lại công viên, chớ có làm phiền thì đừng trách thầy đây, thầy đang ngự ở phương Tây chờ ngày lập hội mà về ngay núi vàng, bốn cánh thẻ cấm rõ ràng cứ đá đất đạo núi vàng dự thi, đức ông cố quảng từ bi trở về dưới cửa mà hội thi núi vàng, hồn ông chung trực tiên đàn trở về núi cấm mấy chất đàn binh gia, giữ cho núi cấm nước nhà long qua lập hội Di Đà ban ăn, bốn ông nhận lệnh đủ phần ngọc hoàng mấy ga lệnh ấm phần Tây An, cứu cho đất nước bình an, cứu cho đồng đạo mới bình an cái kỳ này. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Tiếp không? Mời chị luôn ha. Hãy đọc tiếp cho chị nha.
Rồi cứ cho ăn thông thả rồi đọc đi bài nào cũng được nha chị. Công mẹ cha ơn dài như núi, công ơn thầy lặn chuỗi dài con, thầy đi bốn biển non còn dạy con tu đạo hôn còn tây phương. Tình cha nghĩa mẹ mến thương, tình chồng nghĩa vợ chết cùng nương suối vàng. Mẹ cha dạy biểu đeo vàng, đến chừng nhắm mắt thì vàng con lột đi. Thầy kêu con niệm từ bi, đến khi nhắm mắt thì hồn đi về trời. Hồn con trở lại mê thanh thơi, tu hành đắc đạo vui chơi non bồng. Không tu hồn vẫn lòng vòng, đầu thai trở lại mà khóc ròng thở than. Kinh này của Đức Tây An dạy con tâm đạo thi màn kỳ ba. Con về lại Phật Thích Ca Di Đà giáo chủ, con lại Phật Bà Quan Âm. Thầy tu mới đắc đạo trăm năm, chờ ngày lập hội về tấm dương trần. Dạy con tâm đạo tu lần, màn ba lập hội thì về gần thầy đây. Thầy đang ngự ở phương Tây, chờ ngày lập hội về ngay núi vàng. Dạy con tâm đạo đàng hoàng, màng ba là màng ba cây quế dây vàng thầy ban. Ai mà hỏi này cô Đức Phật Tây An, tiên đàn lập hội thì Tây An cứu đời. Cứu cho người đặng thánh thai, lựa người hiền đức về nơi non bồng. Thầy về mới trở lại thiên rồng, chèo thuyền bắt nhà xuống dòng giảm nao. Thầy về mới xem đệ tử tu sao, giảm nao sạc lỡ mới mở đường cho sâu đi. Con về tâm niệm từ bi, thầy về mới trở lại thầy đi cứu đời. Nhìn xem sao sáng trên trời, tâm con mới nhớ lại chỉ một thời thờ xưa. Nay con dạy nắng dầm mưa, sớm chiều con niệm Phật thầy đưa con về. Nam Mô Di Đà Phật, xin nhất kinh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, cảm ơn cô gái Sen rất nhiều ha. Chúc cô gái Sen và chị hai anh Út có nhiều sức khỏe, bình an nha. Cũng xin cộng đồng trong nước và ngoài nước, cô chú anh chị em có nghe được bài kinh này cũng thông cảm cho con. Tại vì cũng trời nắng rồi, nhiều khi cá làm quá cũng hết hồn rồi, cái tâm nó cũng hơi bất loạn. Dạ, yeah, cũng không ấy, tại vì con cũng là người bình thường à, chứ cũng phải là tu mà trong chùa hay là trong tại vì cũng đi mần ăn ở nhà bình thường mình ra. Yeah. Nên cũng cái tâm nó cũng chưa có tịnh cho mấy. Dạ, yeah, cảm ơn cô gái Sen. À, chúc cô gái Sen sức khỏe nha. Dạ, cũng đang tịnh lại để mà tu tập, để là theo đường đạo đức của thầy. Cái này cũng như là mới bước đầu để mình tập. Yeah. Tu hành đi ha chú. Dạ, yeah, vậy đó ha. Giờ dạ, cảm ơn cô gái Sen. Cũng nhờ cô bác bà con ủng hộ tiếp chú Phú, tại vì thấy chú Phú cũng hiền rồi có đạo đức đi cứu người, cho nên nó dán đọc bài kinh này để lên cộng đồng chứ cũng nhát không mất cả. Rồi cảm ơn cô gái Sen. Dạ, chúc cô gái Sen sức khỏe bình an nha. Dạ, dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý vị, video cũng đã dài rồi. Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây, cũng không quên cầu chúc toàn thể quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.